Tu hành với bổn tôn. Công chúa Soshian hỏi đạo sư: chúng con nên rèn luyện với bổn tôn như thế nào? Đạo sư khai thị: giáo huấn khẩu truyền về tu hành với bổn tôn là quán tưởng bổn tôn bằng thiền định, về vô niệm cho đến khi con thoát khỏi những lỗi này. Hãy thiền định luân phiên giữa bổn tôn và vô niệm. Khi con có thể quán tưởng bổn tôn không bị lỗi, hãy quán tưởng bổn tôn đứng thẳng hay ngồi, nằm ngửa hoặc sấp trên một bình nguyên hay đỉnh núi, gần hay xa, trên đá hay dưới nước. Hãy tu hành việc quán tưởng bổn tôn theo những cách này bất cứ khi nào con muốn thực hành. Hòa nhập với bổn tôn. Công chúa Soshian hỏi đạo sư: chúng con nên hòa nhập với bổn tôn ra sao? Vị thầy khai thị: một khi con đã tu hành và quen thuộc với bổn tôn, hãy hóa tán ngài vào trong con. Hãy quán tưởng điều đó khi con là một bổn tôn đơn hay một mandala với một cõi Phật. Sau đó, để nối kết bổn tôn với cái tối hậu, bổn tôn được quán tưởng và được ổn định nhờ niệm tưởng của con. Tâm con và tám thức kết tập là cái xuất hiện như thân tướng và trí tuệ của bổn tôn. Một cách tuyệt đối, nó là tỉnh giác của tâm giác ngộ, trí tuệ vĩ đại, tự hiện hữu, tinh túy của quả. Vị bổn tôn không xuất hiện từ đâu khác. Cho dù ngài xuất hiện ra sao đều vô tự tánh, và do vậy là một thân tướng bất dị. Xuất hiện trong thân tướng bổn tôn làm vượt khỏi bám luyến, vì ngài là thân, khẩu, ý như kim cương, xuất hiện nhưng vô tự tánh. Dù tâm con xuất hiện như bổn tôn, nó cũng không có tự tánh, vì nó không thể khảo sát hay biểu thị bằng bất cứ hình tướng gì nó là pháp thân. Hỡi hành giả, con đã tu hành như vậy theo ý nghĩa này, cần tuân thủ và an trú trong sáu samaya của thực hành. Con không nên từ bỏ sự sùng kính vị thầy, người đã ban cho con giáo lý khẩu truyền, áp dụng những gì có lợi cho thiền định và tránh những gì không lợi. Đừng để sự tập trung của con bị lãng phí vì những hoạt động hàng ngày. Tiếp tục cho đến khi hoàn thiện mà không từ bỏ bổn tôn. Hãy giữ bí mật việc thực hành bổn tôn riêng của con và không thiền định với suy nghĩ bỏ vị này lấy vị khác. Bất kỳ vị bổn tôn nào con thực hành đều tương tự như thiền quán vì tất cả chư Phật. Việc thiền quán vì chư Phật không gì khác hơn là giúp nhận ra tâm con. Thậm chí, việc quán tưởng bổn tôn cũng chỉ là một biểu hiện của tâm thức. Ngoài điều này ra thì không có gì để thành tựu và thiền định. Chư Phật và Bồ Tát đều hiện thân trong vị bổn tôn Di Đàm của con. Đây là hướng dẫn khẩu truyền về hòa nhập với bổn tôn và nối kết ngài với tuyệt đối. Làm thế nào để thành tựu bổn tôn? Công chúa Soshian hỏi vị thầy hóa thân: thưa, người ta lấy một vị bổn tôn như con đường và thành tựu ngài ra sao? Vị thầy đáp: để thành tựu một bổn tôn, trước tiên hãy quán tưởng vị bổn tôn phía trước con. Sau đó ổn định sự quán tưởng với chính con như bổn tôn. Cho đến lúc này tránh tụng niệm. Bây giờ, khi sắp thực hành bổn tôn, hãy sắp xếp một mandala cho sự thành tựu và bày đồ cúng dường. Hãy đặt những đối tượng thiêng liêng trước mặt và tự làm tươi tỉnh, ngồi xuống trên một chỗ thoải mái. Cầu thỉnh vị thầy và tập hội chư bổn tôn Di Đàm đảnh lễ cúng dường và tán thán, thực hiện tám chi
vị bổn tôn sau đó tan thành ánh sáng và quá tán vào trong con. Bằng cách này, hãy quán tưởng chính con là vị bổn tôn Di Đam, hãy vẽ một dòng bảo vệ để nhập thất và thánh hóa sự cúng dường. Nhờ ba Samadhi vân vân, hãy quán tưởng Mandala cùng với những bổn tôn thực hiện sự hiến cúng, thánh hóa và quán đảnh, cầu thỉnh và hòa nhập bổn tôn trí tuệ, đảnh lễ, cúng dường và tán thán. Lặp lại sự quán tưởng bổn tôn tách biệt phía trước con và tụng niệm. Khi hoàn tất tụng niệm hãy tán thán. Thể nhập bổn tôn vào thân con và đi ngủ trong lúc duy trì niềm tự hào con là bổn tôn. Sáng hôm sau khi thức dậy, lập tức quán tưởng bổn tôn và tụng niệm theo nghi quỹ của con như trên. Hãy thánh hóa thực phẩm và đồ uống và cúng dường như một bữa tiệc. Theo cách này, dù con tu hành với bổn tôn như một tập hội bổn tôn trong mandala đơn, con vẫn sẽ thành tựu. Đây là giáo huấn khẩu truyền của sự thành tựu bổn tôn. Những dấu hiệu thành tựu. Công chúa Sosian hỏi đạo sư, khi thành tựu một bổn tôn, những dấu hiệu và biểu lộ gì của sự thành tựu sẽ xuất hiện? Vị thầy khai thị, có bốn loại dấu hiệu, biểu hiện những giấc mơ báo hiệu, những chỉ dẫn và những dấu hiệu trong thực tế. Bốn loại biểu hiện giống như khói, ảo ảnh, đom đóm và một bầu trời không mây. Những biểu hiện này được giải thích như những ví dụ cho sự tiến bộ của kinh nghiệm. Năm loại giấc mơ báo hiệu như sau: thấy chư Phật và Bồ Tát khác với mình, thấy chư Phật và Bồ Tát và mình như nhau, thấy chính mình là bổn tôn không có trước sau, thấy tất cả chư Phật và Bồ Tát bày tỏ sự tôn kính và cúng dường cho mình, và mộng thấy rằng tất cả chư Phật truyền đạt và giải nghĩa những giáo lý sâu xa. Ngoài ra, nếu nằm mơ thấy mình nhiều lần khỏa thân là dấu hiệu đã tịnh hóa những tập khí. Mơ đi lên cầu thang vào bầu trời là dấu hiệu đã đi vào con đường. Mơ thấy cưỡi sư tử và voi là dấu hiệu đã hoàn thành các địa, quả vị Bồ Tát. Mơ thấy có vị xuất hiện, tươi cười, vân vân là dấu hiệu nhận được một tiên tri. Dù con có những hảo mộng như vậy, cũng đừng vui mừng. Đây là những chỉ dẫn bên ngoài, bên trong và bí mật của thực hành. 1. Những chỉ dẫn bên ngoài trong khi thiền định là thấy những đối tượng vật chất như phân tử vi tế, những chủng tử tự, những thuộc tính của tâm, thân tướng vi tế, vân vân, hoặc thấy những lãnh vực tri giác thô của năm màu như lửa và nước, vân vân. 2. Những chỉ dẫn bên trong là khi thiền định về bổn tôn, con không để ý đến hơi thở ra vào, thân con nhẹ như bông gòn và thoát khỏi già chết. 3. Những chỉ dẫn bí mật là khi con thực hành bổn tôn, một xuất hiện huyễn ảo thì như chỉ là trí tuệ hiện tiền tự nhiên, con cảm thấy lòng bi bình đẳng với mọi người và lĩnh vực kinh nghiệm của con hé lộ như trí tuệ. Những dấu hiệu thực tế là những dấu hiệu bên ngoài và trong. Những dấu hiệu bên ngoài là ánh sáng xuất hiện, hình của bổn tôn cười, một âm thanh lớn hay mùi hương thơm dịu xuất hiện, một đèn bơ tự thắp sáng, thấy đầu con bay lên, hoặc thấy thân con không có bất kỳ khó chịu nào. Những dấu hiệu bên trong cho thấy lòng bi của con tăng trưởng hơn trước, bám luyến của con giảm bớt, thoát khỏi định kiến, con có samaya thanh tịnh và tình thương với vị thầy và pháp hữu. Con không còn sợ luân hồi và không bị Mara, ma vương đe dọa. Khi những dấu hiệu như vậy xảy ra, đừng trở nên vui mừng mà hãy tinh tấn. Đây là cách những dấu hiệu và chỉ dẫn của thực hành xuất hiện. Những kết quả của thực hành.
Công chúa Soshian hỏi đạo sư, những phẩm tính nào sẽ là kết quả của việc thực hành bổn tôn? Đạo sư nói, những phẩm tính kết quả từ thực hành bổn tôn là con tịnh hóa những che chướng và tích lũy công đức. Vì sự ý niệm quá của con chấm dứt nhờ thiền quán một bổn tôn, con sẽ tịnh hóa những che chướng của nghiệp, những cảm xúc phiền não và những nơi tái sanh. Về phần tích lũy công đức có 5 loại kết quả. Kết quả của con đường đó là 4 cấp Vijayadhara và kết quả tối hậu. Những cấp Vijayadhara có 2 phương diện, phẩm tính và tinh túy. Các phẩm tính là lục thông và 4 thần lực. Tinh túy là 4 cấp Vijayadhara, đó là Vijayadhara cấp trưởng thành, Vijayadhara cấp làm chủ cuộc sống, Vijayadhara cấp đại ấn và cấp Vijayadhara của hiện diện tự nhiên. Kết quả tối hậu là khi sự thiền quán bổn tôn của con trở nên linh hoạt, ngay cả dù con có một ít phẩm tính và chút thông minh, chắc chắn con sẽ đạt được trạng thái Phật quả viên mãn. 5 con đường. Công chúa Soshian hỏi đạo sư, trong hệ thống Bát Nhã Ba La Mật đã dạy rằng hành giả phải đi qua các con đường, chúng con phải làm sao để phối hợp 5 con đường với thực hành mandala bổn tôn tới viên mãn? Vị thầy đáp, con đường thực hành mandala bổn tôn có 4 phương diện: con đường tiếp hợp, con đường của cái thấy, con đường trao dồi, trưởng dưỡng và con đường hoàn tất. Những con đường tiệm tiến này có thể nối kết với 4 phương diện của tiếp cận và thành tựu. Trong đó, sự tiếp cận là con đường của tiếp hợp, tiếp cận hoàn toàn là con đường của cái thấy, kiến giải, sự thành tựu là con đường trưởng dưỡng và đại thành tựu là con đường hoàn tất. Con đường tiếp hợp. Con đường tiếp hợp có 4 khía cạnh: thực hành chân như và những samadhi như quyển là sức nóng, noãn địa; thực hành tập trung vi tế và tướng bổn tôn đơn là đỉnh cao nhất, đảnh địa; thực hành sự biểu hiện trọn vẹn và thân tướng bổn tôn chi tiết là sự tiếp nhận, nhẫn địa; thực hành về tập hội trên con đường liên tục là thế gian tối cao, thế đệ nhất địa. 1. Bằng đại định của chân như, hãy xác định rằng mọi hiện tượng đều là tâm con, và thực hành vô niệm trong bản tánh, không tạo tác của tâm. Hãy thực hành cho đến lúc con nhận ra nó. Đại định dư quyển là sự tự phô diễn của hư không bất sinh. Đó là thực hành sự nhận thức tính bất khả phân, có biết nhưng vô niệm của sự biểu lộ hình tướng và tánh không, giống như ánh sáng tràn ngập hư không được nhận biết, trong lúc sự nhận biết là biểu hiện và phi khái niệm. Lúc đã thực hiện được điều này, sau khi đạt được sự linh hoạt, con sẽ vượt qua ranh giới giữa những sự giống nhau của đại thừa và tiểu thừa. Sau đó, 11 dấu hiệu đạt được sức nóng sẽ xuất hiện. 1. Những côn trùng không sống trên thân con. 2. Những nhiễm ô bên ngoài và bên trong của con được tịnh hóa. 3. Thoát khỏi bệnh tật của thân tứ đại. 4. Đạt được cái nhẫn thuộc về thể lý. 5. Vượt qua những suy nghĩ dựa trên khái niệm của con. 6. Thoát khỏi thực phẩm vật chất, sự tươi sáng rực rỡ huy hoàng của con vượt lên sự tàn tạ. 7. Không phát sinh những tham muốn thông thường. 8. Thoát khỏi 5 cảm xúc phiền não. 9. Tập khí có khuynh hướng thêm về kiến và hành của tiểu thừa được cạn kiệt. 10. Thoát khỏi 8 mối quan tâm thế gian. 11. Nhận được giáo pháp thâm sâu.
Đây là 11 dấu hiệu đạt được sự chấp nhận, vượt khỏi sự bị rơi trở lại. 2. Thực hành bổn tôn đơn và tập trung vi tế ở giai đoạn đỉnh là thiền định về Samadhi, vi tế và bổn tôn đơn, cho đến khi nó trở thành biểu lộ trong ba lãnh vực của đối tượng. Những dấu hiệu của tập trung của giai đoạn đỉnh là năm cảm xúc phiền não không khởi lên theo những đối tượng bên ngoài và không thể bị hại bởi năm nguyên tố bên ngoài. Đó là những dấu hiệu tâm con đã hòa nhập với hình tướng xuất hiện. 3. Thực hành yoga của tướng thân phức tạp ở giai đoạn nhẫn là tự tu hành với bổn tôn phẫn nộ và hiền minh như ba gia đình, năm gia đình hay một số nhóm gia đình. Con đạt được hoàn thiện điều này khi đã phát triển quen thuộc với nó. Nó có thể phát ra ánh sáng với một samadhi tức thời và tỉnh giác tự nhiên của con có thể quán tưởng thậm chí một mandala của 1.000 vị Phật. Những dấu hiệu chứng tỏ đạt được giai đoạn nhẫn và trở nên linh hoạt trong việc biểu hiện những hình tướng là con có thể biến cát thành vàng, tạo ra nước ở nơi khô hạn, làm than củi đâm chồi và có thể điều khiển mọi vật hữu hình theo con muốn. Đó là những dấu hiệu đạt được sự làm chủ tâm. 4. Hoàn tất tập hội trên con đường liên tục ở giai đoạn cao nhất của thế gian là thực hành ý nghĩa đại lạc của pháp tánh. Khi trở nên cực kỳ ổn định, con được phú cho năm điều, vân vân, và con bắt đầu nghi quỷ vào một lúc cát tường. Nếu năng lực tập trung mạnh, con đạt được cấp Vijayadhara làm chủ cuộc sống. Do vậy, trong vòng 6, 12 hay 16 tháng, con sẽ đạt tới bộ thiên liên của sự làm chủ. Năng lực sống của con sẽ tương đương mặt trời và mặt trăng, và có thể kéo dài tuổi thọ của con mỗi lần 100 năm. Nếu năng lực tập trung yếu, con đạt được cấp Vijayadhara trưởng thành. Khi rời bỏ thân xác, con đạt được thân tướng đầy đủ của bổn tôn Chi Đam trong trung ấm. Đó là kết quả của sự ổn định trong giai đoạn phát triển. Con đường của cái thấy. Bây giờ ta sẽ giải thích sự tiếp cận đầy đủ. Đó là con đường của cái thấy. Sau khi nhận biết thân còn lại của con là một thân tâm thức, những nhiễm ô sẽ cạn kiệt và con đạt được sự bất biến của Vijayadhara, cấp làm chủ cuộc sống, vượt khỏi sinh tử, thậm chí không cần rời bỏ thân xác hiện tại. Đạt được ngũ thông và bốn thần lực, con chứng ngộ những đặc tính của cái tối hậu. Mặc dù chuyển hóa thành vô số vật qua vô số kiếp không thể tính toán được, phô diễn những thần lực quyền diệu của con trên con đường của cái thấy và hoạt động vì lợi ích của chúng sanh, con đi vào hành động mà không bám luyến và nhận được giáo lý từ những vị quá thân trong thân người, con sẽ không rơi trở lại khỏi con đường. Con đường của sự trưởng dưỡng và hoàn tất. Bây giờ ta sẽ giải thích sự thành tựu như là con đường trưởng dưỡng. Con đường của sự trưởng dưỡng là đặt những đặc tính của cái tối hậu vào thực hành, đạt được cấp Mahapura của thân cầu vòng. Dù trạng thái tâm của con trong trạng thái thiền định không khác với trạng thái tâm của các vị Phật, nhưng vì con vẫn còn trạng thái của thức hậu thiền định, do vậy phải chú ý trụ lại trong thiền định. Vì giờ đây con an trụ trong tập trung không lay động, đó là cấp Vijayadhara của Mahapura. Đây là kinh nghiệm bất động từ Ati Yoga. Không rời trạng thái thiền định, con lưu xuất vô số xuất hiện như quyển và hoàn thành lợi ích cho chúng sanh. Bằng tâm thức hay bằng biểu tượng, con có thể tiếp nhận giáo lý từ báo thân. Về con đường của đại thành tựu, cấp Vijayadhara của hiện diện tự nhiên, những phẩm tính của con hầu hết đều ngang bằng với những phẩm tính
tối thượng của chư Phật, nhưng vẫn còn có khác biệt giữa trạng thái không có thiền định hay có thiền định khiến nâng cấp những phẩm tính đó. Cấp Vicharara hiện diện tự nhiên sở hữu sự nâng cao tức khắc. Tập hợp những gì nhiếp chính và ban giáo lý, con đạt được sự hoàn tất, đại định như kim cương và thành tựu lợi ích cho mình và người khác nhờ thần lực không cần cố gắng. Đây là hành động biểu lộ của trí tuệ, hội ngộ pháp thân mặt đối mặt. Con tiếp nhận giáo lý qua những ban phước và tịnh hóa, những che chướng vi tế của tri kiến nhị nguyên. Đây là con đường tiệm tiến về việc làm thế nào đạt được bốn phương diện tiếp cận và thành tựu, năm con đường và bốn cấp Vijayadhara. Sự nhảy qua các cấp bậc. Công chúa Soshian hỏi đạo sư, khi giải thích con đường tắt của kim cương thừa, liệu có thể nhảy qua các cấp bậc trên con đường hay không? Vị thầy đáp, cũng có dạy rằng có sự nhảy qua những cấp bậc. Có thể có một số người đạt tới thành tựu, tiến bộ qua con đường tiếp hợp, con đường của cái thấy và con đường trưởng dưỡng một cách tức thời. Không đi từng bước, một số người đạt giác ngộ từ con đường của cái thấy, một số đạt Phật quả từ con đường trưởng dưỡng. Có người tiệm tiến dần đến cuối đường và đạt tới trạng thái Phật quả. Người ta khác nhau theo mức độ năng lực thông minh và tập trung. Bốn cách thực hành con đường này tùy theo đẳng cấp của bốn loại người thì không dựa vào việc phải tiếp tục theo con đường sau khi tái sanh ở kiếp tới. Hệ thống quả của Kim Cương Thừa chủ trương rằng con thoát khỏi căn bệnh sinh tử ngay trong kiếp sống này và đạt được cấp Samadhi vượt khỏi tái sanh, con thành tựu ba thân. Để đạt tới địa bất khả phân và đắc pháp thân chỉ trong một kiếp, người thông tuệ được dạy tu hành trong con đường của pháp thân quen thuộc dần với nó và lấy như thị làm con đường. Để đạt thiện thể địa và đắc thân đại lạc, người nhiệt thành được dạy tu hành trong con đường đại lạc quen thuộc dần với nó và lấy lạc làm con đường. Để đạt địa dòng đại tập hội và đắc những thân sắc tướng, người nhiều sân được dạy tu hành trong con đường giải thoát và quen thuộc dần với nó. Người chấp giữ những thuộc tính được dạy để nhận bổn tôn làm con đường. Trong cách này, con tịnh hóa các cõi của ba thân và quen thuộc dần với ba địa. Vì tất cả những kết quả này đều chung chứa trong tâm con, nên hãy xác quyết rằng Phật quả không hiện hữu ở đâu khác. Đây là những phẩm tính siêu phàm của con đường nhảy vượt qua những cấp bậc, những thân và những trí tuệ. Công chúa Soshian hỏi đạo sư, thưa chúng con đạt quả vị của kim cương thừa, năm thân và ngũ trí ra sao? Vị thầy khai thị, liên quan đến những loại khả năng khác nhau vừa nhắc đến ở trên, khi con tiến hành bốn cách nhận làm con đường, con đạt được quả vô thượng, kết quả hiện diện tự nhiên của năm thân và ngũ trí. Pháp giới thể tánh trí nghĩa là tướng chung của tất cả chư Phật. Tánh vốn có sẵn không tạo tác của con, một tinh túy nguyên sơ vô điều kiện là bất sinh, vốn thanh tịnh vượt khỏi sinh diệt. Trí tuệ như gương nghĩa là dù pháp giới không có vật chất cụ thể, bản tính của nó là trong sáng và mọi hiện tượng xuất hiện giống như những phản chiếu trong một tấm gương, trong lúc đó không có tự tánh và được nhận biết trong lúc không có suy nghĩ dựa trên khái niệm. Bình đẳng tánh trí nghĩa là pháp giới bất tận, là tánh giác tự hiện hữu và lìa khỏi mọi tạo tác. Sự nhận thức là vô sinh, bất nhị và đại bình đẳng. Diệu quan sát trí, trí tuệ phân biệt cá thể, là sự kiện không rời trạng thái bình đẳng bất nhị này.
những đặc tính của hiện tượng chung và riêng là không lẫn lộn và hoàn toàn đầy đủ. Trong lúc những tạp khí của vô minh được loại bỏ và trí tuệ toàn giác hiện ra, không có khổ đau của sự suy nghĩ dựa trên khái niệm, đại viên cảnh trí, trí tuệ của hành động kiên trì, là ngơi nghỉ trong lúc vẫn nhận biết như vừa nhắc đến. Trí tuệ bất khả phân này là để thành tựu và hoàn thiện lợi ích cho chính mình và người khác một cách tự nhiên với sự kiên trì. Năm trí này biểu lộ riêng rẽ như sự biểu hiện bất tận của giác tánh con, nhưng chúng không bao giờ tách rời trí tuệ nền tảng của pháp giới. Pháp giới thể tánh trí này là nền tảng của tất cả, là sự hiện diện nguyên sơ trong chính con. Suốt ba thời, hành giả chưa từng tách khỏi nó. Bây giờ, cách năm thân hiện diện ra sao, như sau: pháp thân là bản tánh bẩm sinh không do tạo tác, một sự tự nhiên thâm sâu, vượt khỏi sinh diệt và tạo tác. Báo thân là sự hỷ lạc của trí tuệ, tự hiện hữu của tánh giác. Vì thân và trí tuệ đều hiện diện trong sự tương tục của bản tánh bẩm sinh của tâm con. Quá thân là lòng bi sinh ra từ trí tuệ, xuất hiện và phô diễn như quyển trong tất cả cách. Thân đại lạc là đại lạc bất sinh của tâm giác ngộ. Thân tinh túy là sự kiện bốn thân này không tách rời như tinh túy của tâm giác ngộ bẩm sinh. Vì năm thân và năm trí hiện diện tự nhiên, điều này được gọi là sở hữu tổng tướng của tất cả chư Phật. Hành giả thiền định tiệm tiến vì tinh túy của năm thân này khi ở trên con đường như bản tánh của tâm mình. Khi rời bỏ thân xác, hành giả đạt được năm thân và năm trí này theo một cách siêu vượt chứng đắc và thấy biết chúng theo một cách siêu vượt thấy biết. Đây là sự giải thích Phật tánh hoạt động vì lợi ích của chúng sanh ra sao. Rất nhiều sự phản chiếu của mặt trời trên mặt nước mà không để lại dấu vết một dòng mặt trời nào cả. Tương tự chân lý và đấng giác ngộ viên mãn, pháp thân không lưu lại sự bình đẳng của bản thể bẩm sinh. Những xuất hiện quyền diệu qua báo thân và quả thân tùy theo những khuynh hướng riêng biệt của người cần điều phục nhiều như không gian vô tận. Dù hoạt động vì lợi ích của chúng sanh, pháp thân không có sự suy nghĩ dựa trên khái niệm vô niệm. Ví dụ, ánh sáng mặt trời không quan niệm làm lợi ích chúng sanh. Tương tự, hai thân không có quan niệm hành động cho lợi ích của chúng sanh. Sự lợi ích của chúng sanh do năng lực ý nguyện của họ. Đạo sư khai thị: này Sojian, khi chu trình 500 năm của thời đại đen tối xảy đến, đa số người đi theo kim cương thừa sẽ chỉ nói mà không thực hành ý nghĩa của chúng. Họ sẽ để kim cương thừa đi lạc vào sự tụng niệm thần chú của phù thủy và sẽ sử dụng sai những chất liệu Samaya cho những nghi lễ trống rỗng. Họ sẽ xây dựng nơi ẩn cư ở giữa làng, tuyên bố là thực hành hợp nhất. Họ sẽ tự cho phép hưởng thụ những tham dục thường tình, tuyên bố là thực hành giải thoát. Họ sẽ dung túng cho sân hận thường tình, nhầm lẫn giữa thiện và ác. Họ đổi chác những giáo huấn khẩu truyền, và thậm chí những vị thầy cũng bắn mình cho đệ tử. Họ sẽ biến kim cương thừa thành sự nghiên cứu và sẽ thực hành với động cơ chính trị và tham vọng ích kỷ. Trong thời kỳ mạt pháp này, kim cương thừa sẽ bị che ám bởi ngôn từ. Ân phước của kim cương thừa sẽ giảm bớt vì thiếu hiểu biết ý nghĩa của nó. Vì chỉ có số ít đạt tất địa, sẽ đến lúc kim cương thừa gần như biến mất. Vì lợi ích của những người có thiện nghiệp đã được định trước vào lúc đó, hãy viết ra dòng truyền nhờ sự nghe này và cất giấu nó như một kho tàng. Trong động phi cao
tại Yapa. Vào ngày 12 tháng cuối thu năm Thân, ta, công chúa Soshian, dứt ra tràng hoa hướng dẫn khẩu truyền quý báu này, sự tu tâm của Kim Cương Thừa, và cất giấu nó như một kho tàng. Sau khi gặp được một người đã định có thiện nghiệp trước, cầu mong những lời tịnh hóa, những che chướng này đến trí tuệ của y, và cầu mong y đạt được cấp độ Vijayadhara. Dấu ấn kho tàng, dấu ấn cất giấu, dấu ấn sự quyên thâm, dấu ấn giao phó.